Vâng, xin chào bác đến với kênh Kiên Xe Đạp. Và để không mong chờ nữa lần này nữa thì bác đã rất mong chờ về những dòng xe địa hình mountain bike, dòng Phantom Sportman, dòng carbon bên em rất là hot mới về bên em. Và rất nhiều các bác đã hỏi bên em về màu tông đỏ đen, màu rất là sport. Thì hôm nay em về một chiếc đây, màu đỏ đen trắng, rất là nổi bật với cái tông màu này. Được rất nhiều các bác lựa chọn và em đánh giá rất là cao về cái dòng Phantom Sportman bên em. Và bây giờ em xin đánh giá vào tổng thể chi tiết chiếc xe. Vâng, thì trước đây em đã review và đã nói qua rất nhiều về những dòng Phantom Sportman bên em rồi. Thì đây là mẫu mới về bên em đây, tông màu mới, màu đỏ đen, với cái bộ khung rất là cường khung, rất là cứng khung, tạo sự cảm giác cứng và khỏe cho xe. Và xe vẫn được làm từ hợp kim carbon, một lớp hợp kim carbon. Và trên cái bộ khung xe này được phủ một lớp alo chống chảy xước nhẹ. Đây các bác nhìn rõ ấy. Lần này em về với một mẫu là mẫu màu đỏ đen nhá. Được rất nhiều các bác hỏi em về cái màu đỏ đen thì hôm nay em về được mới về một chiếc đây. Bên trên khung xe được phủ một lớp alo chống chảy xước nhẹ cho khung xe rất là bóng và sáng. Và lần này em xem cũng đánh giá xe là em về trên 95% xe carbon tim 1974. Tức là xe là dòng sản xuất Phantom này ra đời từ năm 1974 không nhá. Rất là lâu đời rồi. Size châu Âu là size 26. Hiện lên trên khung xe luôn. Và trên khung xe dòng carbon này là có những đường vân 3D. Vân 3D nổi trên khung xe. Vân 3D của những đường vân carbon đây, có nhìn bên trong in chìm lắm nhá. Đường vân 3D in chìm carbon tạo cảm giác là nhìn trên khung xe rất là cứng và rất là đời mới luôn. Em đánh giá rất là cao về cái mẫu Phantom Sportman này, được rất nhiều các bác đã từng mua bên em và đánh giá rất là cao. Đây là những cái đường vân 3D của đường vân carbon, vân rắn này, các bác nhìn rõ đấy. In chìm trên khung xe rất là nổi bật. Và xe có thông số là size frame 17.5, tức là size khoảng size 45-46. Vẫn được trang bị với bộ dây âm sườn cao cấp của dòng xe mountain bike địa hình. Và hầu hết những bác đi dòng mountain bike để không thể bỏ qua các bộ sưu tập của dòng xe Phantom Sportman bên em được. Rất là cao cấp mà giá thành rất tốt trong tầm giá luôn các bác nhé. Ký đông cổ phốt chính hãng với bản sao xe còn rất là mới. Và tay lắm cao su đúc chính hãng nguyên bản theo xe, cũng đi cùng với cái tông màu đỏ đen rất nổi bật trên cái ghi đông xe, vẫn còn mới nguyên không nhá. Tuy có một vết bụi bẩn hơi ở trên cái tay lắm đây, bác có phải về đánh rửa qua. Sẽ được trang bị với 8 tầng lít chính hãng của Shimano Alivio, nguyên bản chính hãng theo xe. Cụm phanh dầu thủy lực chính hãng của Shimano. Bên tay phải em cũng được trang bị với 3 tầng đĩa chính hãng của Shimano Alivio. Và cụm phanh sau cũng là cụm phanh dầu, phanh đĩa thủy lực của chính hãng Shimano. Đằng trước khung xe thì biểu tượng của logo thương hiệu Mỹ Sportman, với cặp giảm sóc săn tua, giảm sóc dầu săn tua với cái tông màu đen lì. Đen lì và đen nhám các nhá, đây là màu đen nhám, đen lì rất là khỏe xe. Giảm sóc của săn tua. Chính hãng nguyên bản theo xe. Mayer chính hãng Shimano. Mayer của Shimano chính hãng nguyên bản theo xe. Vành X-Rim VS5000, chuyên vành những cái dòng xe mountain bike. Cặp vành nhôm siêu cứng dành cho những dòng xe mountain bike cao cấp, được trang bị thêm. Và cặp lốp Kenra chính hãng, lốp còn rất là mới không nhá.
những cái đường lốp rãnh lốp vẫn còn nguyên đây, rất là cao, gai lốp vẫn còn nguyên xi. Xem xe, đây là một cái mẫu dòng địa hình Sportman Carbon rất là hot bên em, được rất đem đánh giá rất là cao, nhờ các bác quan tâm và theo dõi. Khung xe rất là chắc chắn, được phủ một lớp la lô chống trầy xước nhẹ, và những cái đường vân carbon nổi trên khung xe tạo cảm giác nổi bật và khỏe xe. Và lần này cặp yên với cái cặp yên nhỏ mỏng, cặp yên da đây, những cái đường vân da vẫn còn trên cái yên xe đây, rất là cao cấp, yên da quá nhá. Yên da dành cho những dòng xe road hoặc là touring địa hình, rất là cao cấp, còn gần như là mới nguyên. Rất sáng và bóng trên đường chỉ trên khung xe. Xe được sử dụng với gạt đĩa Shimano Alivio chính hãng nguyên bản theo xe. Và đùi đĩa cũng là đùi đĩa của Shimano luôn nhé. Các bác nhìn đùi đĩa còn rất là mới, tức là xe trong quá trình rất ít sử dụng. Và xe được nguyên bản là có bộ chắn lato đĩa nguyên bản theo xe đây. Bộ lato chấm vào đập đĩa, hoặc các bác đi đường nó không bị dầu xích, nó quật vào quần. Đằng sau xe được sử dụng với củ đề Shimano Alivio, trang bị 8 tầng lip chính hãng của Shimano, nguyên bản chính hãng theo xe, xích và lip còn rất là mới. Đây bác nhìn rõ này, những cái đường răng xích và lip còn rất là mới, còn như gần như là nguyên. Đằng sau xe cũng được sử dụng với cặp Meyer chính hãng của Shimano. Cặp Meyer chính hãng của Shimano nguyên bản chính hãng theo xe. Vành X-Rim 5000 chính hãng nguyên bản theo xe, rất là cao cấp, cặp vành chuyên dòng cho những dòng xe độ địa hình đổ đèo đồi núi. Lốp đằng sau là lốp Canda, kích thước lốp 26 x 1,95. Và đây lần này em về có tông màu đỏ đen trắng, màu sport mà được rất nhiều các bác quan tâm mà theo dõi. Hôm nay em về một chiếc đây, rất là khỏe. Và bây giờ xin vào đánh giá chi tiết hoạt động của xe. Vâng, chiều cao size đứng của khung so khung xe là em đo là size 47, khi các bác từ 1m6 đến trên 1m7. Vâng, và bây sau đây em xin đánh giá chi tiết hoạt động của xe. Xe được trang bị 8 tầng lip chính hãng của Shimano, lên lip lên, xích lip còn gần như là mới, xe rất là ít sử dụng. Xuống lip, chuyển động rất mật mà và trơn tru các nhá. Cũng đây là một cái mẫu mà đánh giá gần như là cao cấp nhất, mà giá thành rất là tốt bên em về dòng xe Mazda 3 địa hình, được nhiều các bác quan tâm theo dõi. Xuống đĩa, lên đĩa, rồi lên đĩa. Vâng, chuyển động rất là mượt mà và chân chu. Xe lần này em về cũng đánh giá là trên 95%, gần như là rất là mới, xe dòng đi lướt qua. Đây là một mẫu địa hình Phantom Sportman thương hiệu Mỹ, và xe làm từ hợp kim carbon, phủ bên trên là một lớp la lô chống xước cho khung xe, độ bền của xe chắc chắn hơn. Và xe có giá rất tốt bên em là 7.900.000, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bác là quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975709943, hoặc lên YouTube tìm kênh xe đạp, nhấn đăng ký và theo dõi kênh. Và hẹn các bác vào chương ngày mai. Vâng, và bên em có mua bán thêm đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật cổ. Đấy, các bạn thấy rõ rất nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật cổ đấy. Các bác nào quan tâm thì có thể liên hệ hoặc là lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ. Đây, Kiên Đồ Cũ đó, lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, nhấn đăng ký theo dõi kênh, và để được các bạn bên đồng hồ tư vấn thêm.